nào chưa đi nhá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, đến. Hồi nhỏ nhà tôi cũng ở gần đây đấy, bố mẹ hay đưa tôi ra đây chơi. Chỗ này là công trình đầu tiên mà tôi tham gia thiết kế đấy. Vậy hả? Đây là khu bãi bồi sông Hồng. Không khí đây rất dễ chịu nên sau này thỉnh thoảng tôi lại hay ra đây. Từ khi mà nó trở thành khu vui chơi cho trẻ em, tôi đã rất ngạc nhiên, không hiểu là ai làm. Hóa ra Duyên chính là tác giả. Tôi có ý tưởng và chỉ là một trong những người thiết kế thôi. Còn chủ trì là một anh khóa trên và có một mạnh thường quân tài trợ kinh phí xây dựng. Vậy vì đâu mà Duyên lại có ý tưởng này? Đơn giản vì tôi nghĩ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sống ở bãi này cũng cần có một khu vui chơi của riêng mình. Hồi nhỏ anh từng chơi trò gì ở đây đấy? Cũng không gì chơi. Đá bóng và đánh nhau. Đánh nhau cũng là một trò chơi á? Ừ, thì chính vì không có gì chơi nên cứ có gì thì lại tranh nhau, rồi đánh nhau. Thế là đánh nhau cũng thành một trò chơi. Thế chắc là anh có nhiều kỷ niệm ở đây lắm ấy nhở? Cũng nhiều. Thế anh kể cho tôi một kỷ niệm đáng nhớ nhất ở đây đi. Mà đa phần chỉ là kỷ niệm buồn thôi. Mẹ, mẹ ơi. Làm sao thế con? Mình về nhà cũ đi mẹ. Ở đây chúng nó không cho ăn chơi cùng, chúng nó phá hỏng bóng của con. Đây là nhà mới của mình mà con. Mẹ sẽ mua cho con quả bóng khác nhá. Ôi không thích. Mình về nhà cũ đi mẹ. Con nhớ thằng Nam, cái Ngân. Con ngoan của mẹ, con phải nghe lời mẹ chứ. Bây giờ thế này, con vào trong nhà rửa mặt mũi chân tay, mẹ sẽ nấu xôi cho con ăn được không? Đi nào, con ngoan của mẹ, nghe lời mẹ nhá. Tôi không biết là anh đã phải trải qua những gì, nhưng tôi tin là những người yêu thương, quan tâm đến anh sẽ luôn dõi theo anh. Cũng giống như mẹ tôi, dù mẹ mất ngày tôi mới sinh ra, nhưng tôi tin là mẹ sẽ luôn dõi theo tôi ở một nơi nào đó trên trời. Hồi nhỏ bà có mang về cho em một cuốn tạp chí kiến trúc, và từ đó em cũng có ước mơ trở thành kiến trúc sư. Con người là một phần của tự nhiên, thế nên những gì con người tạo dựng nên cần gần gũi với thiên nhiên thì mới bền vững, trong đó có kiến trúc. Bạn vừa ra trường rồi đúng không? Công trình đầu tiên tôi thiết kế sẽ là một khu vệ sinh dành cho những đứa trẻ vùng cao. Thiết kế tốt đến từ người kiến tạo tốt, mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng những giải pháp hay. Sao hai đứa cứ dính vào nhau thế? Mẹ muốn hai đứa giữ khoảng cách. Cô đến gặp những người đó chỉ vì bản thiết kế ấy à? Tôi không muốn có bất kỳ cơ hội gì từ anh cả.
cô nỗ lực vì những đứa trẻ Cao Sơn hay là vì sự hiếu thắng của bản thân mình? Có phải cô ấy giống anh một thời cho nên anh muốn phủ nhận, đúng không? Nếu tôi ở vị trí của anh thì tôi sẽ không nhân danh bất cứ thứ gì để ngăn cản người khác đấu tranh cho ước mơ của họ. Vậy vì đâu mà Duyên lại có ý tưởng này? Đơn giản vì tôi nghĩ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sống ở bãi này cũng cần có một khu vui chơi của riêng mình. Hồi nhỏ anh từng chơi trò gì ở đây đấy? Không gì chơi. Đá bóng và đánh nhau. Đánh nhau cũng là một trò chơi á? Ừ, thì chính vì không có gì chơi nên cứ có gì thì lại tranh nhau, rồi đánh nhau. Thế là đánh nhau cũng thành một trò chơi. Thế chắc là anh có nhiều kỷ niệm ở đây lắm ấy nhở? Cũng nhiều. Thế anh kể cho tôi một kỷ niệm đáng nhớ nhất ở đây đi. Nhưng mà đa phần chỉ là kỷ niệm buồn thôi. Sao anh về muộn thế? Mới hôm nay anh bận quá. Hôm nay tiếp đối tác trên Điện Biên xuống. Cái Giang đâu? Anh nhìn đồng hồ đi, bây giờ là mấy giờ rồi? Ủa, muộn thế rồi cả. Ngày mai anh lại phải đi Lào Cai sớm, hẹn gặp lãnh đạo tỉnh. Xong chắc phải mời cơm, muộn anh mới về đấy. Vậy là không dự sinh nhật được của con, nó sẽ buồn lắm đấy. Anh biết. Nhưng thôi, để gọi điện cho con và sẽ đích thân tặng con một món quà sinh nhật đặc biệt. Thôi anh đi thay quần áo đi, con đi ngủ, mai đi sớm. Thế ai sẽ là nhân vật chính? Cả hai. Cả hai? Ừ. Ôi, thế càng vui nhỉ? Càng vui xem ạ. Mọi người cứ tự nhiên nhá. Dạ vâng. Thế thì quà sinh nhật của Duyên tính thế nào nhỉ? Chuyển khoản. Ôi, sinh nhật người ta ai lại chuyển khoản? Ngại gì? Ngại chuyển hết cho anh, tí anh gửi cho. Anh Đường. Tặng Giang này. Chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn anh. Duyên đâu? Không đi cùng anh à? Duyên về Cao Sơn, con nói là khi nào xuống Hà Nội thì sẽ chủ động đến đây. Thế thôi, mình vào đi. Cô cần dùng gì ạ? Không. Hôm nay cháu có làm ca tối không? Dạ cháu có ạ. Cô muốn nhờ cháu một việc. Cô cứ nói đi ạ.